chiếu. Hai ba con mực, fan nào đang bực, uống chai tăng lực nè. Các bạn muốn trở thành người gì, cái gì cũng biết không? Ở đây có một kho bí kíp về tất tần tật mẹo vặt giúp bạn thông minh hơn, tài giỏi hơn đây. Mại vô. À, trước tiên là lấp đầy cái bụng đói trước đã nha. Ăn cơm đã lâu, đến nỗi mòn cả bát rồi, nhưng trong bữa cơm có vô số điều kiêng kỵ và quy tắc ngầm được đặt ra, liệu anh em đã biết điều này chưa? Ăn cơm đúng cách là như thế nào vậy? Ăn thật chậm, thật nhanh hay ăn theo quy trình? Kìa, anh em cứ nghĩ ăn chậm nhai kỹ là chuẩn á? No nha. Gì chứ, ăn uống là phải theo khoa học, có quy sở trình hẳn hoi. Đầu tiên, cho bát vào nồi. À nhầm, cho cơm vào bát, cầm muôi, ấn nút, xới cơm. Tiếp theo, còn mẹ ăn cơm, còn bố ăn cơm, mọi người ăn cơm. Xong rồi thì ăn thôi chứ làm cái gì nữa. Nhầm. Ơ mà sao ăn no quá cái bụng nó khó chịu thế nhỉ? Thôi xong không ổn rồi, chắc nay ăn nhiều quá đấy mà. Phải xách mông vào nhà vệ sinh thôi. Mà nhân tiện ngồi trong nhà vệ sinh, anh em cho mình hỏi cái này. Anh em thường đi vệ sinh ở tư thế nào? Không phải cứ tuột cái quần rồi ngồi xuống là đúng đâu. Cái gì cũng phải có trình tự hẳn hoi đấy. Nào, thế nào là đi vệ sinh đúng cách vậy? Chí đảm bảo là ít ai biết rằng tư thế đi vệ sinh cũng chính là thủ phạm gây ra táo bón. Vậy nên để có những lần đi ẻ êm ả, thong thả, thoải mái, hãy ngồi với tư thế 35 độ và nên kê thêm chiếc ghế hoặc một vật nào đó bên dưới rồi đặt hai chân lên mỗi khi đi vệ sinh. Với tư thế ngồi thế này, mỗi lần bạn hay da thì mấy cây ấy nó sẽ tuột ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Hay, ta nói không gì sướng bằng ấy kịp thời mà. Mà đấy, đang đi ẻ cũng thấy hôm nay trời đẹp thế nhở? Mà ủa, tự dưng khen đẹp rồi cái tiếng gì vậy má? Mới khen cái xong rồi đổ mưa là sao? Trời buồn trời đổ cơn mưa, cơ mà buồn thì làm việc của trời, cớ sao người khổ lại là chúng con? Toang thật, mưa to sấm sét như này biết chú ở đâu đây các bạn ơi? Nhất là đang trên đường đi học về thì chú ở đâu cho an toàn nhỉ? Có bao giờ các bạn đi học về bị rơi vào tình huống như vậy chưa? Nơi tránh sét an toàn nhất là tòa nhà, công sở có lắp đặt hệ thống chống sét nhưng cần đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây nha, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại nếu không muốn bị thần sấm hỏi thăm nhé. Rồi, hãy tưởng tượng một ngày nào đó, nơi bạn đang sống bị lũ quét xung quanh, bị ngập trong biển nước. Khi đó là một người thông minh thì bạn sẽ xử trí như thế nào? Chui vào trong xe ô tô à? Di chuyển tới chỗ cao hơn hay vào hầm trú ẩn? Ôi trời, đang trong mùa mưa bão, anh em chú ý nhé. Khi khu nhà bạn bị lũ quét và ngập úng thì hãy di chuyển tới những nơi cao ráo như trên nóc nhà, tầng thượng và chờ lực lượng cứu hộ tới ứng cứu nhé. Năm nào nước ta cũng có mưa bão và anh em miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp nên nhanh trí mong rằng các bạn sẽ luôn bình an và mạnh mẽ vượt qua nha. Còn bây giờ sẽ là một câu đố nghẹt thở bay cho các bạn bí kíp cứu sống chính bạn và gia đình đây. Theo bạn, trong hai người này, ai sẽ bị điện giật đây? Cắn dây điện hay thò tay vào ổ điện? Nào, hãy dừng lại ngay đi, vì cả hai người đều có khả năng bị điện giật tê tê chết từ từ đấy. Thiếu gì trò mà lại nghịch cái thứ nguy hiểm này cơ chứ. Từ nay chưa nghe chưa, anh em cũng lưu ý nhá, tuyệt đối không chơi dại với điện đâu nha. Thò tay vào ổ điện, cắn dây điện hay tay ướt sờ dây điện là không có được đâu. Đấy, nhắc đến điện cái, thám tử nhanh trí lại nhận được một vụ án cấp báo rồi. Nobita mới phát hiện ra có một người họ hàng xa của bạn ấy bị điện giật đang nằm bất tỉnh trong nhà, mà bạn ấy bây giờ không biết phải làm sao. Anh em vào giúp gấp đi. Phải cứu người bị điện giật bằng cách nào mới đúng đây? Tất nhiên là dùng gậy gỗ gạt dây điện ra khỏi cơ thể nạn nhân, sau đó gọi ngay người lớn kịp thời tới ứng cứu nạn nhân. Nếu không có ai ở đó, hãy ngắt nguồn điện bằng cách đóng cầu dao và chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ để nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Và tiếp theo đây, chúng mình cùng đến với một câu đố quen thuộc mà mình dám cá là bạn nào cũng biết nhưng lại khó mà giải được đấy nhé. Bạn từng uống Coca bao nhiêu lần rồi? Đã biết cách rót Coca không có bọt chưa? Hãy thử đoán xem. Đây đây,
Ây, phải làm như này mới đúng nè. Úp miệng cốc lên hẳn miệng chai nước Coca, rồi lật ngược cốc lên để miệng chai nước dưới đáy cốc. Bây giờ bạn cứ từ từ mà rót thôi. Nước dâng lên đến đâu, bạn nhấc miệng chai lên đến đó. Và bạn thấy đấy, chỉ một ít bọt mỏng nổi lên và không hề bị tràn ra ngoài một tí nào. Anh em áp dụng ngay đi, không lại bảo nhanh chín nói điêu. Hí hí, đang gay cấn, làm ngay miếng bánh lấy sức giải đố tiếp nào. À, ai chưa khăm tui cho miếng bánh cay thè lè thế này. Trời ơi, cay như này, giờ uống gì cho hết cay nhỉ? Cứu tui. Đang bị cay thì nên uống gì để hết cay ngay lập tức? Wow, hết cay rồi nè. Uống sữa là một cách tuyệt vời để làm dịu cảm giác cay nhanh vì nó tác động đồng thời lên vùng lưỡi lẫn cuống họng. Casein, một loại protein tìm thấy trong sữa, có tác dụng như một chất tẩy rửa, sẽ làm cảm giác cay xé trên lưỡi bị tan biến. Thần kỳ quá đi, anh em bỏ túi ngay bí quyết chống cay này nha. Và ở vị trí thứ 9 là một tình huống khá là éo le. Có ai hay bị keo dán hay keo 502 dính vào tay như tôi không? Lúc như thế, anh em thường xử lý như thế nào? Trà muối vào tay là cách tuyệt vời để xử lý nhanh gọn lẹ. Chỉ cần đổ 2 muỗng canh muối vào tay, thêm vào một ít nước để tạo thành hỗn hợp sệt, rồi trà lên chỗ keo trong vòng 30 đến 60 giây, làm liên tục cho đến khi keo bong chóc ra hết. Đơn giản như đan cái rổ đúng không? Thế mà bây giờ mới biết đấy, xứng đáng thả 1.000 like quá đi. Kế đến là một tình huống mà 99,9% anh em ta từng mắc phải luôn, xem điện thoại không nên làm gì. Tuyệt đối không được vừa xem điện thoại vừa cắm sạc anh em nha, vô cùng nguy hiểm luôn đấy. Vừa sạc vừa dùng khiến điện thoại nóng lên vì khả năng tản nhiệt của điện thoại bị hạn chế, nên khi bạn sử dụng điện thoại quá lâu, đặc biệt là chơi game, phát trực tuyến hoặc lướt YouTube thì điện thoại của bạn sẽ tỏa nhiệt rất nhiều và cứ cắm sạc như thế rất dễ xảy ra cháy nổ. Hơn nữa, gần đây có nhiều trường hợp vừa sạc vừa dùng điện thoại xong bị nổ cái bùm, cái mất tay, hỏng mắt, tổn thương tai. Ôi rồi ôi, nhìn thì cứ phải gọi là sợ xanh cả mắt, nên nhà bạn nào có em nhỏ hoặc hay phải ở nhà một mình thì cực kỳ lưu ý nhé. Mà ở đây, có anh em nào từng tham gia bộ môn nguy hiểm nhất hành tinh là trêu chó hay chưa? Comment ngay để xem fan nhà nhanh trí ngầu thế nào nhé. Mà chẳng may trên đường đời tấp nập, ta vô tình bị chó đuổi thì sao nhỉ? Ôi trời ơi, tưởng tượng thôi mà cũng thấy sợ rồi. Ông nào mà đứng đấy đấu võ mồm với con chó thì mình xin thua. Một người một chó bất đồng ngôn ngữ, sao mà hiểu nhau được? Cách tốt nhất là hãy đứng im, chớ có động đậy hay bỏ chạy nhá. Vì khi ấy máu liều mấy em bốt này dâng đến não rồi, sơ hở cái là đớp ngay đấy. Hãy nhớ là đứng im, chờ cho cơn giận của mấy em nó nguôi ngoai dần rồi hãy đi nha. Chúc anh em may mắn. Hi hi. Ờ, mà nãy giờ anh em có thắc mắc giống nhanh trí không? Nhiều khi đang đi học về, chả động chạm gì mà nó cũng cứ đuổi. Tóm lại là sao nó lại đuổi mình nhỉ? Cả ba ý trên đều là nguyên nhân dẫn tới việc chó cắn người. Bên cạnh, nó bị dại và mới đẻ xong nên tâm trạng bất ổn, thấy ai cũng ngứa mắt và trở nên hung dữ. Thì việc chủ chưa biết cách dạy bảo, nó cũng là nguyên nhân khiến nó nổi điên. Nếu ở chung với chủ mà suốt ngày bị đánh đập hay đối xử tệ bạc thì con chó sẽ ôm hận và nóng tính, đôi khi cục xúc là cắn luôn cả chủ cơ. Vì thế nhà bạn nào nuôi boss thì chú ý điều này nha. Và trong hàng trăm loại chó thì có một vài loại chó cực kỳ hung dữ mà chúng mình cần biết để né chúng nó ra nè. Theo bạn là loại chó nào sau đây? Chó vốn dĩ là những con vật dễ thương cuốn chủ. À, đấy là mấy em bé bé xinh xinh thôi, chứ ba cái con này thì thôi, ác hơn cả quỷ. Bạn cần phải cân nhắc khi đến gần nha. Chó ngao Tây Tạng, chó mới đẻ và chó Pitbull, với bộ răng sắc nhọn và bản tính hoang dã, chọc giận mấy em này là coi như tới số luôn. Đã có rất nhiều trường hợp bị chó cắn dẫn đến chấn thương hoặc là tử vong. Gần đây nhất, ngày 23 tháng 7, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ việc bé trai 8 tuổi bị chó Pitbull cắn tử vong. Thế nên anh em cân nhắc khi vào gần mấy con boss này nha. Và cuối cùng, vô cùng quan trọng mà anh em nào đen đủi lắm mới bị dính chưởng, chúng mình nên xử lý khi bị chó cắn như thế nào? Các bạn
cực kỳ lưu ý đây. Chẳng may bị chó cắn thì hãy tới ngay cơ sở y tế để kịp thời tiêm thuốc phòng bệnh dại. Đây là bệnh vô cùng nguy hiểm, dính một cái là chỉ có tử vong thôi. Thế nên anh em chú ý, con nào mà nước dãi chảy tùm lum rồi hung dữ thì né né ra, chớ dại mà vào gần nó nha. Các bạn có cảm thấy thông minh hơn sau khi xem video này không? Nhớ subscribe ủng hộ nhanh trí nhé.